Gì không biết thương gì cho quên, ăn đâm cho nhặt. Quá trời luôn rồi. Cắt nước rồi đó. Nó dễ chút rồi, đi uống nước rồi. Ây da, trời ơi, nó đau tát, đau quá quên. Ây da. Ây da. Nó kiếm đường lên á. Nó lên đó. Nó giỡn với chai dầu rồi nó bông giấy cũng bền đi chứ, nó bắt đầu nó đổ nụ nhỏ hồi đầu năm sáu rồi nó đổ từ 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 mỗi ngày nó đổ theo nhúc nhích chân nè cho bông bự á, nó bữa nay là nửa tháng bảy rồi nó lắc qua lắc lại nhìn nha, mà bông chát chát nó ra đầy đủ chát rồi đó, ăn hồi giờ hết vậy cho nó không được ăn chát rồi chát rồi làm gì được mượn ngang rồi đó. Đá qua đây Úc, đá qua đây Úc. Trời, chị đi mắc mưa không? Mắc mưa. Từ Long An về. Mưa quá trời mà mưa xuống chịu, giờ mưa lớn mà mưa dai quá trời luôn. Ừ, hồi mới vừa ra đi rớt hộp 500, nhưng mà ra đi phút thì hết. Về tới Long An mới mắc mưa. Mưa lớn á, mà về phút tới Bến Tre thì hết.
Thì dạ con uống đi, con tạo nó làm chi vậy con.